Hãy cùng với Happy Week English phân biệt một số modal verbs trong tiếng Anh nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với cách dùng của will. Will được dùng khi đưa ra một quyết định tức thì, không có kế hoạch trước. For example, I will go to see him and say I love you. Hoặc là khi bạn muốn đưa ra một sự giúp đỡ hay phục vụ, bạn cũng có thể dùng will. For example, whatever you like, I will give it to you. Chúng ta có thể dùng will để nói về một lời hứa, thực hiện được hay không thì không chắc chắn. For example, I will love you until I die. Hoặc bạn có thể dùng will để nói về một dự đoán chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai. For example, rice will be rich next year. Giá cả chắc chắn sẽ giảm vào năm tới. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách dùng của would. Khi mà chúng ta muốn hỏi để xin phép làm một điều gì đó thì chúng ta cũng thể dùng would. For example, would you mind if I open the windows? Bạn có phiền không nếu tôi mở những cánh cửa sổ ra? Khi bạn muốn đưa ra một yêu cầu nào đó. For example, would you take me to 255 Wick Street, please? Hoặc là would you mind sending me all our pictures through Facebook? Bạn có phiền khi gửi cho tôi toàn bộ hình ảnh của chúng ta thông qua Facebook không? Khi bạn muốn lên lịch trình sắp xếp một việc gì đó. For example, would 10 a.m. suit you? That's okay. 10 giờ sáng mai có được không? Được đấy. Hoặc khi bạn muốn bày tỏ một lời mời. For example, would you come to our wedding? Would you like to go shopping this Sunday? Hoặc khi bạn muốn đưa ra câu hỏi để người khác có lựa chọn. For example, would you prefer pizza or chicken soup? I would like pizza, please. Kế đến chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng của should. Should có nghĩa là nên, bởi vậy nó cũng có hàm ý rằng một sự việc mang tính đúng đắn hoặc là sai trái. For example, we should sort out this problem at once. Chúng ta nên liệt kê hết tất cả các vấn đề ra cùng một lúc. Hoặc khi bạn muốn đưa ra lời khuyến cáo, không nên làm một việc gì đó, một hành động nào đó. For example, I think we should call him again. Ta nghĩ chúng ta nên gọi lại cho anh ta một lần nữa. Hoặc chúng ta có thể dùng should khi muốn đưa ra một sự dự đoán về tương lai nhưng không hoàn toàn chắc chắn nó có thể xảy ra hay không. For example, price should be raised next year. Giá cả có thể sẽ giảm trong năm tới. Vậy thì cách dùng của could sẽ như thế nào? Could có thể được dùng để xin phép. For example, could I borrow your motorbike for 2 hours? Tôi có thể mượn xe máy của bạn trong 2 tiếng đồng hồ được không? Dùng could khi bạn muốn ra ra một yêu cầu. For example, could you turn the light off? Bạn có thể tắt đèn được không? Hoặc khi bạn muốn đưa ra một lời đề nghị. For example, we could go out for dinner tonight. Chúng ta có thể ra ngoài ăn tối nay. Dùng could khi bạn muốn đề cập đến một khả năng trong tương lai. For example, I think we could have another house in future. Tôi nghĩ chúng ta sẽ có một căn nhà khác trong tương lai. Hoặc khi bạn muốn nói về một khả năng trong quá khứ. For example, I broke up with Diana so I could have a new love. Tôi đã chia tay với Diana nên tôi có thể có một tình yêu mới. Vậy cách dùng của ought to thì sao? Ought to cũng có nghĩa là phải nên, nhưng nó hàm ý một sự việc mang tính đúng đắn hoặc sai trái. For example, we ought to love and help each other. Chúng ta phải yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. We ought not sleep more than 8 hours a day. Chúng ta không nên ngủ quá 8 tiếng một ngày. Và cuối cùng đó là cách sử dụng của might. Might được dùng để diễn tả một khả năng trong hiện tại. For example, we'd better phone tomorrow. He might sleep now. Chúng ta nên gọi lại vào ngày mai, có thể là bây giờ họ đang ngủ. Ngoài ra, might còn có thể diễn tả một khả năng trong tương lai. Example, I might be a winner in next match. Tôi có thể sẽ là người chiến thắng trong trận đấu tiếp theo. But when the walls are caving and the world keeps turning, we got the-